A Di Đà Phật. Thầy ơi, thầy đã trở về đi. Sắc lăng khó được bảo, bèn ngắn danh áo đỏ rõ ràng, chờ khai mở mình quảng độ thầy. Trước quyền dân gắn tu kẹo chế sâu. Là mẫu hoàng xuống dưới hồng trần, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên, mẫu tạo ra cho bà cô thượng tâm, rồi cũ phẩm lên bà lại đâu đất từ sơn tánh này. Tôi đi kiếm tình yêu, tôi đi kiếm đó ngày xưa thầy tôi ngồi gấp đây đó, thầy cứ lên cái nữa cái dầu thằng này, thầy cứ ngồi cái giọng toàn ten, bây giờ tôi thay thế thầy tôi đi qua đây chơi quý vị ơi, đi qua cái mẹ ơi, đi qua bên này ba đi thử qua mẹ con chúa nha, bà nghĩ qua luôn. Hôm nay con xin mẹ nở quá ngồi
cà mân chân mân tất động thầm. Năm 2022 có cầu sinh màu nữ hoa danh thế, hiện tân vàng trong tam cội màng ba, mẹ nữ hoa ưng linh thị tiền cho ta tung các còi, hiện thân vàng trong đó phù du, nay dập đầu bái tạ mẹ nữ hoa, cung trời đã sắp sửa màn cung khép lại. Vậy mà chơi trần đời đâu ai hiểu đâu, nói rằng bà nữ hoa là không phải mẫu mẹ thân yêu, cũng là mẫu ta thì thiện xuống hồng trần. Bà nữ hoa giá trời năm xưa ở tại nơi núi nằm viên ở nhà bàn, ai đi mới hiểu được nằm viên kia, đó là thị tiện cho bà xưa xứ nguyên nhung ấn nguyện, cũng là mẫu mẹ của mình. Các trăm quan cờ mối cơ trời cho bà chúa xứ không phải mẫu hoàng phải không, thì thủy thiện cha mà mẫu có xuống trần nói rằng mẫu sinh ra tư tường rồi tới ngũ hành phải không, đó mẫu đã giáng xuống hồng trần, ai là mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên đúng không, thì bà nữ hoa cùng thị tiện cho mẫu hoàng ta, mẫu tạo ra mẹ nữ hoa giáng trần trong tam cõi cộng đồng, trong tất cả trăm quan được về nơi giờ hội đêm nay, Úc Sơn đây ở Sài Gòn chứ không xác nào đâu quý vị ơi, tại tuần ác muốn bận đồ cho đẹp mà chớ người thật là Úc Sài Gòn trở lại xưa, trở lại nơi núi cấm ngày xưa, tôi còn nhỏ ở đây rồi tôi xin các người tin tôi, chứ không xác này xác kia xác nọ trở về đây là ca hát cho mẹ hiền và cho tất cả trăm quan sẽ mối ân tình để trở về trong búa sơn kỳ. Nha nha, ông có xác này xác nọ nha, ca hát cho mẹ tôi vui để cầu xin với mẹ cho tất cả tam giáo cộng đồng đều được yêu thương chân tình muôn thuở, cái thuở mà tôi còn ở tại chợ Long Châu là dinh đức cô Quảng Lăng Linh, mai trở về đây con xin nữ mẹ hiền trở về tẩy cung dương mẫu lần này, nữ truyền ấn ra đi cầu xin mẫu mẹ nữ hoa xuống thế giới hồng trần, năm diễn kia là năm mẹ ngũ hành ở núi nằm diễn ở nhà bàn kia, mẫu mẹ ơi con xin tam giao cộng đồng thương tất cả chúng sanh với hồng trần được trở về đi tu. Ơi nỗi lòng đau khổ trần gian, mẫu mẹ xuống trần có ai biết được không,
đó là nơi của bà cô trú sư Nguyên Nhung, cũng là mẫu hiện tạo thân để thủy thiện. Tại sao ngài Quán Âm Bồ Tát thị thiện 81 vị thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni thì mẫu hoàng thị thiện xuống tất cả hàng hà xa số Phật A Di Đà Phật. Rồi đây cung vàng buông xuống mẫu mẹ hiền xuống thế trần con xin mẹ nương qua nương nương bây giờ hạ phàm cô lấy trăm về đây ai về thì cứ về rồi đây màn đêm buông xuống cầu xin ai có căn thì trở về nơi đây. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng ba thiên vạn ơn Phật, hàng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật, cao thân ông thượng kính đại thánh, năng cứu trọng tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu tam tai ba nạn khổ, nhược khổ nhân tụng đất nhất thiên biến nhất nhân ly khổ nạn, tụng đất nhất dạng biến hiệp giá ly khổ nạn. Nam mô Phật lực qua, Nam mô Phật lực khổ, sử nhân vô ác tâm, linh nhân vô đắc độ, hồi quang Bồ Tát, hồi thiện Bồ Tát, A Đậu Đại Thiên Vương, chánh điện Bồ Tát, Ma Kheo Ma Kheo, thanh tịnh kỳ kheo, quán sự đắc tác, tôn sự đắc hữu, chư đại Bồ Tát, ngũ bá, A La Hán, phù độ đệ tử, pháp danh tâm tâm, cầu mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả chúng sanh an lành sáu thời an lành. A Di Đà Phật. Sức nguyện rộng sâu thân tướng đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiều ngàn, tại trang nghiêm khắp soi nảy nở, nơi tâm vô dĩ khỏi lòng bị, khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp, thiên long các thanh đều từ hộ, trăm ngàn quán mắt mẹ đã sang soi. A Di Đà Phật. Trần gian lắm nẻo tu hành, đèn trời soi sáng, mẹ màu hoa đương chiều, tây cung dương màu trở về, kỳ này là kỳ cuối, chẳng ba trở về, thôi thì cầu nguyện mẹ hiền cho tam giáo cộng đồng đọa sen tươi tấm nào, cầu xin cha mẹ tổ thầy cho trăm quan cụ quyền được mãn tình thuyền rồng mẹ mơ cùng sống con ơi về hay thuyền mẹ chờ nơi tâm tâm từ tâm tại nơi ta chứ đâu xa lắm thuyền mẹ chờ đưa con về ôi nước mắt mẹ rơi bao suy lệ chàng tình yêu thương làm con ưa thầm mong mẹ ơi trở về để cứu lấy những đứa con khờ trăm quan gian tình cầu xin mẹ chứng minh đời của các con khổ tâm khổ nơi trần gian con dập đầu bái tạ mẫu nghi ai cũng mau con của mẫu đang bơ vơ chiếc đò triều tiền bát nhã.
nhà. Mẹ mời các con của mẹ lên tìm máu trên đò vui. Úc Sài Gòn trở về đấy, coi xin mẹ thương tình trước tất cả huynh đệ tam giáo cộng đồng và tất cả trăm quan được trở về tu hành. Thì con xin bái tạ mẹ nữ quan ca của con là đem lại tâm tình để cầu xin cha mẹ thương con, và con xin cầu nguyện với cha mẹ rằng lần này tha tội cho tất cả mọi chúng chiêm đồ chiều mẹ đương mà không phải đau lòng. Các vinh đệ gần xa ơi, thương mẹ và tất cả người trong tam giáo cộng đồng, hãy mang lại tình yêu thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo duyên đảnh lễ thất cu tri, chừng a kim xương tăng đại trung đề, nhĩ nguyện từ bi tri giá hồ. Nam mô năng tam miêu tam bồ đề cu tri năm, an chức lê chu lê chu lê chung lê chu lê chu chung lê ta ba. A mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tao ơi mua gì mà mua, nên đẹp lên chút đi. Tao ơi, tao ơi, cái mua gì mà nó không đẹp tí nào. Người ơi, trở về nơi phương đông, đó sen của người ban thế hệ ngày sau. Lòng tôi càng mến mong, càng đem lại yêu thương. Tình tôi thắm với người xưa, trở về đây xin thưa với mẹ nữ qua. Trở về đây xin tam giáo cộng đồng, xin tam giáo cộng đồng hãy mến thương. Tình yêu chân thật là tự tâm chú nguyện Di Đà. Thập phương thường trụ nơi này, cầu xin cha mẹ tổ thầy ứng linh. Mạng này mạng cuối của cha ban, cầu xin cha mẹ xoay đàn thâm linh. Hết giờ tôi hát hết giờ đó, tới ai hát thì cứ nghe, để người hát người nghe, chứ mình dành hát hoài không được. A Di Đà Phật. Hát cho mẹ chầu. Mẹ chầu rồi, từ nãy giờ mẹ chầu rồi. Bây giờ tới tôi bay múa đi, tôi mẹ chầu đi. Mẹ không hát cái gì, con chầu con hát. Ta hát bây giờ không có ly nước tôi bay cho uống nữa nè. Trời ơi, tôi cắt nước muốn chết luôn à. Khang của họng gì đó hả? Hey.
ta hết tuần rồi. Bái về tình ngàn của nữ hoa mẹ tây cung dương mẫu mẫu hiền chứng minh hồng trăng dương long châu mẹ mau nữ hoa giang thế tình ngàn năm. Nè, được rồi mẹ ơi, bao nhiêu được rồi. Nè, chào mẹ cho nhẹ rồi được rồi. Nè, các quý vị đều gần xa đều trở về cùng với mẹ nữ quen. Mời các cô, các cậu có căn hãy về cùng tôi hát vui cho bà. Mừng là vui cả đêm nay, xin hát vui cho bà. Ngồi từng gần xa về ở nơi đây. Mà sao mày, tôi mời mà sao mày ra hết cho người ta. Cái quạt kia đâu mày để đâu rồi? Cái quạt kia đâu? Cái quạt kia mẹ cầm đó. Không. À, cái quạt kia con để đồng chỗ đó rồi. Đi lại lấy cho tôi chờ ở đây, cái giỏ là đây. Tôi sẽ chào với mẹ với cây gậy của thầy tổ tôi. Là cái gậy đó con ấy. Nè Tú, lo mua quậy mất đồ hết à. Quan tình thương muốn thở về chầu mẹ đó là quý nhất nha. Những người đẹp trai nào cũng nghe dễ thương á, chàng đẹp trai dễ thương nè. Nè, nè. Nè, trời ơi, cái con này nó đào cái gì mà đây? Con chầu đây bánh ngọt cho mẹ đây. Dân nợ mẹ hiền con xin mẹ chân cầu xin mẫu mẹ đức hạnh từ trên cõi hương này con xin mẹ cảm ơn chứng minh tất lòng thành thập bát chân mười con xin mẹ đánh lễ diêu cung mẹ ông lên trên dập đầu con xin mẹ ưng linh tây cung dương màu màu nữ quá hiền tình thâm. Trời ơi con gái mẹ làm đồ bánh rồi nay xin mẹ chứng hận trần dương mang. Tình thương cao cả muôn loài hương quang đưa đón tình tâm vẹn toàn. Vừa này cầu mẹ nữ hoa con xin đảnh lễ mẹ ơi vạn trần thập phương thường trụ tam bảo mẹ hiền về đây ứng trinh vừa tình yêu thương vừa này là vừa của mẹ ban vừa tắm vừa y cho tình thương lời sức nguyện gặm sâu quan tâm tướng đẹp tình mẹ thương con như biển trời lai lăng con đội đèn lu ly xin mẹ chung
cầu xin mẹ chứng tất giả lòng thành. Ông tế này xin quỳ mẫu mẹ đương nương, về xin mẹ ân linh truyền. Cô Út Sài Gòn là cô lúa tình thắm, ngàn mắt quang minh của nữ hoa giang trần, con gái được trở về. Xe màn trời bay tà mưa qua, mẫu mẹ ơi mẫu nữ hoa của con thờ, nay dập đầu bái tà mẫu nữ hoa. Em vui ha, nó trời vương vương đó, bao nhiêu đủ rồi đó, YouTube bây giờ có bao nhiêu là đủ rồi hen. Nó tình thầm muôn thuở cũng vàng, mẹ ơn dập đầu con đã trở về cùng hồng ân dương măng sầu tê ta. Con xin mẹ tha thứ tôi cho tất cả trăm quan rơi nơi hồng trần. Gái cũng được mà trai tôi cũng được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Na 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 na, hai ba. Mẹ ơi nay con trở về cầu nguyện mẫu mẹ, cầu mẹ nữ hoa giang thê xuống trần cứu độ cho tất cả trăm quan. Ôi, con mệt mỏi lắm rồi, nói không ai nghe, đành cam bút lễ sầu trang trưa. Nước mắt cũng sầu cũng đau khổ vô biên. Mẹ ơi, hồng trần lắm nẻo đường tu, nhờ trời soi sáng tâm tự màu quá. Ngàn thương muôn thuở đu qua trở về, nay mẹ nữ qua giáng thế xuống hồng trần. Cầu xin ơn đức của mẫu mẹ, nay con trở về vô hồi này, xin mẹ nữ qua chứng giám. Cặp cặp cụ phẩm linh ba, cặp cặp cụ phẩm linh ba, cặp cặp cụ thiên trùng thiên, ân tâm cho con được sự trở về bù sớm kỳ hương lần này, tìm lại hạt giống lưu ly tam thế Phật. A Di Đà Phật. Cặp 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 cặp. Nay tâu trình lên màu nữ hoa, con xin nguyện đừng chữ tử đầu tiên trong bộ sơn lần này, con về nơi tại lơ đình thế sơn, kêu gọi tình thâm trở về để dinh được cô hoàng cơ trần dân thành. Bà cô Nguyễn Thị Hạnh chính là mạng sư kỳ ba. A Di Đà Phật, cung hỷ cung hỷ. Sang hết trường để chờ những cái gì mình chơi thôi. Nó hết đâu rồi, nó bộ đi chân không có nó vui. Cái chạy 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 chạy
Sao mày giữ cái đây cho tao đi ra ngoài cho ngồi cái mát nè. Chè không gì đó quý vị. Đó là nước đâu uống rồi đây. Chè nước theo rồi. Dư đó à. Các người này cũng con của mẹ của cha hết cha nhắc nghe. Mẹ ra đây nha. Không ai mà riêng biệt hết trơn á quý vị ơi. Một dòng máu lạc hồng không của mẫu đó ha. Người nào cũng vậy hết trơn á, chứ không phải riêng bản thân tôi. Tại con cái nó không biết thôi. Ừ. Dáng cười đi con. Dáng cười đi con. Dáng cười. Ừ đem chồng đi, hết tuần rồi. Bây giờ đem cái bộ đồ cái đó là con đứa sạch nha. Tụi nó dục. Tôi lấy cái đao chờ ở núi sập nghe quý vị mới cười quá. Tao gói tôi vừa ra rồi xong mấy người đó nó giật ẩu vú bong bóng nó giục hết trơn với nó. Cái bong bóng giả đó thì đó cũng như đồ giả là nó giục hết. Ừ. Vợ này chúng tôi cũng giục mẹ nó nữa nè. Giục cái nhà đi xong rồi đó. Xong rồi giục hết. Mở ra đây. Dèo cái mắt tao. Dèo. Nó mất đi rồi. Căn viên thở trước hãy chăm họ nhiều tay bảo được sắc lăng khó được bảo bèn ngắn danh áo đỏ rõ ràng chờ khai mở mình quảng độ đây trước quen dân gắn tu kẹo chệ sao tìm người hành tệ đúng lường dầu chẳng nàng trên bước con đây cũng ráng xem thường sứ mạng tây mẹ mất nhân lòng mong đau cả chờ con hiện trở lại thiện tâm hôm nay mẹ trở về vui vẻ cùng với con cháu Phật tiên thôi phải ráng mà vững tâm bền chí huynh đệ ơi phải gắng mà tu trì chi tu mà tâm tánh phải cho hòa hòa trong huynh đệ cùng hòa hòa trong tam giáo ông bà hỡi người ơi thôi thôi hôm nay con đến đây con vui con nói ít lời xin cô mẫu dạy thời chứng minh độ cho trăm họ được giảng sự lành dân an quốc thịnh nhà yên nước được thái bình cầu sinh trên mẫu mẹ chứng minh hôm nay vui vẻ mới được tận tình gặp mẫu đây. Cho tôi hát cho thầy tôi nghe. Dạ, hết rồi luôn rồi. Thầy tôi là ngày xưa là con gái nãy cũng được. Thầy tôi là Hai Hồng ở Sóc Trăng. Thường ngồi cái núi dài này mà hốt quần gió là biết ngày mai ai sẽ gặp cứu bệnh người ta. Bây giờ tôi ngồi cái chỗ gấp đá của thầy tôi ngồi. Đâu là cái quạt tôi đâu rồi quý vị? Nam mô A Di Đà Phật. Thầy ơi, thầy đã trở về đi. Ngày xưa con ở góc này. Đúng này phải không? Quý về tại núi này. Bạch thầy ơi, kiếp sống của thầy đau khổ. Và con xin vì cổ chứng minh con trở lại núi này đây là nhớ thầy ngồi ở đây liền trong đêm phía vắng lạnh cô đơn
Thầy bảo con Sơn ơi mày gán ân truyền, tìm lại gặp đường nghe Sơn. Thì từ bấy lâu nay Úc Sơn lên Sài Gòn, 30 năm trời không về tại nơi đây, giờ về nơi đây thì chỗ thầy ngồi. Và thầy đã ra người tiên cố về trên kia, con bận đồ tu theo thầy dạy. Nam mô A Di Đà Phật, cầu xin cha mẹ tổ thầy phát áo nâu sầu bỏ hết đường tu. Tâm nhà chùa con xin gọi lại cho thầy đây, tỳ ba lại này con từ ta với ân sư. Trở về nơi đây là nguyện với trong lòng, để tìm lại hộp lưu ly của thầy dạy xuống ngà tiên ngọc.